Đừng ép ông ta nữa, người đó chính là ta. À, là Tần Sương. Vân sư đệ, đệ vẫn khỏe chứ? Người phái Dương Chân tới lại là Tần Sương khiến Bộ Kinh Vân ngạc nhiên khôn xiết. Ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Mật đạo sắp sập, không có thời gian nói nhiều, hãy ra ngoài rồi nói. Đệ cứ đi với huynh thì đệ sẽ rõ tất cả mọi chuyện. Ngươi lẽ ra đã hận ta tới thấu xương. Ta đương nhiên hận đệ, nhưng đâu chỉ hận riêng nỗi mình đệ. Tần Sương tiếp tục bước về phía trước, không thèm ngoái đầu lại nhìn Bộ Kinh Vân, ngữ khí thì cực kỳ lãnh đạm. Thiên Trì thập nhị sát thủ nhiều năm trước từng làm mưa làm gió trên giang hồ, mỗi người có một kỳ môn quái học riêng, sau đó vì gặp thảm biến mà biệt tích giang hồ. Quỷ Ảnh, người già nhất trong Thiên Trì thập nhị sát thủ, luyện được Quỷ Ảnh đại pháp, có thể ám sát kẻ địch trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần. Thực Vi Tiên, vừa là người to lớn nhất cũng như gầy ốm nhất trong Thiên Trì thập nhị sát thủ, luyện được công phu có thể làm cơ thể thu nhỏ hoặc phóng to tùy ý. Hí Bảo, chưa bao giờ để lộ gương mặt thật, nội tâm hoàn toàn biểu hiện bằng nét vẽ trên mặt, tự sáng tạo ra tinh hoan tứ quyết, làm cho kẻ địch khó lòng chống đỡ. Phu Sướng, là chồng của Phụ Tùy, bao năm phu thê ân ái mà tình cảm không hề phai nhạt, về mặt võ công giỏi dùng một đôi Lạng Trường Sinh. Phụ Tùy, chúng chồng tâm ý tương thông, võ công đánh ra hiệp điệu, cùng Phu Sướng giết địch thì oai lực tăng gấp bội. Đồng Hoàng, đứng đầu Thiên Trì thập nhị sát thủ. Tướng mạo như một đứa con nít nhưng võ công vô cùng cao thâm, tuyệt học Đồng Tâm Chân Kinh làm mọi người đều bái phục. Môi Bà, miệng lưỡi ngọt ngào nhưng thâm sâu hiểm độc, cầm quạt chiến đấu, thả rắn tấn công và dùng độc dược ám tam trọc. Chỉ Thám Hoa, ngoại hình kỳ lạ, dùng giấy giết địch, Càn Khôn Kiếm chỉ là trước giết người lợi hại nhất. Trúc Đao, tuyệt kỹ Tàn Tật Cước, hung tàn vô cùng, khi phối hợp với Tì Cốt Chảo của Thú Vũ thì càng thêm hiểm ác. Thú Vũ là anh ruột của Trúc Đao, hai người trẻ tuổi nhất trong Thiên Trì thập nhị sát thủ, có tuyệt chiêu Ti Cốt Chảo. Thiết Tảo Tiên, bầu bạn với cây chổi sắt, lấy việc quét dọn làm thú vui, tính cách nóng nảy, hung hăng. Cẩu Vương, thương chó như mạng sống, có khả năng hiểu ý chó, người đầy thịt dư, luyện hống thần sách oai lực không thể tưởng tượng. Hùng Bá, ông làm như vậy là có ý gì? Các vị, lão phu có một tin vui muốn báo cho các vị. Hí Bảo, chúng tôi đây đã từ bỏ chuyện nhân thế, Hùng Bang chủ, ông hàng cớ gì mà hủy đệ nhất lâu nơi nương thân của chúng tôi? Lão phu hủy lâu là bởi vì các vị không cần phải nhờ nó làm nơi trú ẩn nữa, có thể được nhìn thấy lại trời xanh, bởi vì Kiếm Thánh đã chết, đây chẳng phải là tin vui sao? Hê hê, bọn ta vì trốn tránh hắn mà phải tới ở nơi này tới già, chẳng dè lão quỷ đó lại đi trước một bước. Sướng quá, có thể trở lại tự do rồi. Ô khí hai mười mấy năm nay cuối cùng đã có thể được quét sạch rồi. Thiết Tảo Tiên mừng vui khôn tả, lập tức buông chổi quét bay đống gạch đá trước mắt, như muốn trút hết uất ức trong lòng, trong chốc đống gạch đã bị giạt ra hai bên tạo ra một con đường nhỏ. Ha ha, quả nhiên công lực chỉ có lên mà không có giảm. Hùng Bang chủ, nghe ngữ khí của ông phải chăng có chuyện cần trợ giúp? Các vị thật thông minh, không sai, lão phu hy vọng các vị vì lão phu mà một lần nữa lại làm nghề xưa. Ông muốn bọn ta giết Bộ Kinh Vân? Không chỉ hẳn mà còn cả Nhiếp Phong nữa. Cái gì? Phong, Vân vốn là trợ thủ đắc lực của ông, lập nên không ít công lao, tại sao lại muốn giết họ? Đây là chuyện nội bộ của Thiên Hạ Hội, lão phu không muốn bàn nhiều, chỉ mong các vị giúp cho một lần. Được ép mình ở đây quá lâu rồi, đây là lúc làm thư giãn vân cốt, huống hồ muốn giết hai tên tiểu tử đó thì dễ như trở bàn tay. Bọn ta ẩn danh nơi này không muốn lấy chuyện đao kiếm làm kế mưu sinh, sao có thể trở lại làm nghề cũ? Không thể nói vậy, giết người có gì mà khó, huống chi bấy lâu nay bọn ta chịu ơn chiếu cố của Hùng Bang chủ, giúp ông ta là lẽ đương nhiên, Môi Bà, việc này tôi nói có đúng không? Việc này, Hùng Bang chủ, với thần công cái thế của ông giết hai đứa nó đâu cần phải nhờ đến đống xương già này. Các vị, Phong, Vân quả thật là biết quá nhiều chuyện của lão phu. Giết hai đứa này phải nhờ các vị, lão phu còn phải trông coi việc trong bang. Hùng Bá tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng ông có chút ngần ngại với Phong, Vân vì muốn nắm chắc phần thắng nên mới khẩn mời. Đồng Hoàng trầm tư suy nghĩ nhưng không ngừng lắc lư con ngựa gỗ. Lúc này đám sát thủ không còn tranh luận nữa mà cùng Hùng Bá hướng mắt về phía Đồng Hoàng, tựa hồ chờ y đưa ra quyết định sau cùng. Sống an nhàn bấy nhiêu năm, có một số huynh đệ không muốn giết người nữa nhưng Hùng Bá cũng có ơn với mình.
Trong lúc do dự trong đầu, Đồng Hoàng chợt nhớ lại những chuyện đã qua. 25 năm trước, một tổ chức giết người to lớn có tên Thiên Trì nổi lên trong giang hồ. Đứng đầu tổ chức này là Đồng Hoàng, y thống lĩnh nhiều sát thủ, mỗi người có một đặc tài. Thiên Trì hoạt động vì tiền, hễ nhận thù lao thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, người trong ngoài giang hồ đều nơm nớp, lo sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của Thiên Trì. Khi đó Kiếm Thánh được trọng vọng nhất trong võ lâm, mọi người vì muốn giữ mạng nên khẩn nhờ Kiếm Thánh ra tay dẹp trừ đám ma chướng này. Vì chúng sinh, Kiếm Thánh quyết định đơn độc đánh vào Thiên Trì. Cuộc chiến diễn ra 3 ngày 3 đêm, Thánh Linh Kiếm Pháp cuối cùng đã khuất phục được quần ma, Thiên Trì giải tán. Chỉ còn 11 tên cấp nguyên lão võ công cao dưới sự dẫn dắt của Đồng Hoàng rủ nhau bỏ trốn. Nhưng Kiếm Thánh vẫn cứ bám giết không tha, đã vậy còn kết hợp cùng hai phái chính tà cùng nhau truy quét. Đang ở đường cùng thì gặp được Hùng Bá. Các vị suốt ngày chui lủi không phải là cách hay, chi bằng cùng theo lão phu đây lập nên cơ nghiệp khác. Gặp ngay lúc Hùng Bá khai tông lập phái cần chiêu dụng người, bọn họ được đưa vào trú ẩn trong Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Ban đầu Thiên Hạ Hội phát triển thuận lợi là nhờ một phần công lao của đám sát thủ này. Sau đó Thiên Hạ Hội thanh danh ngày càng cao, thập nhị sát thủ này sợ bị Kiếm Thánh phát hiện ra nên yêu cầu Hùng Bá cho quy ẩn ở Đệ Nhất Lâu, không dính đến chuyện giang hồ nữa. 25 năm qua bọn họ chỉ biết lấy việc luyện công làm thú vui, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Đồng Hoàng đứng phát dậy kéo theo con ngựa gỗ, trong lòng hình như đã có quyết định. Lại nói về chuyện ở thôn Phụng Khê, Văn Sửu Sửu đột nhiên đem một đám binh mã tới làm người trong thôn thấp thỏm nghi hoặc. Cùng lúc ấy Độc Cô Minh và Thích Võ Tôn không hẹn mà đợi sẵn trong nhà Nhiếp Phong. Nhiếp Phong tức tốc có ngay hành động, thân ảnh lướt qua then cửa đã chốt lại, Thích Võ Tôn thấy vậy liền lên tiếng. Nhiếp Phong, chúng ta có hẹn người ở đây. Hẹn? Ai hẹn các ngươi ở đây? Người đó sắp tới rồi, lát nữa ngươi sẽ hiểu. Hê hê, Nhiếp Phong, ngươi đã hiện thân mà còn giấu đầu hở đuôi, rốt cuộc là có ý gì? Thiếu thành chủ, tất cả phải lấy đại cuộc làm trọng, không nên hành động theo tình cảm. Đang lúc nói, cửa nẻo đã bị thân pháp kinh người của Nhiếp Phong đóng lại, trong nhà chỉ là một màu đen không nhìn thấy gì cả, trong bóng đêm lại dậy lên một cơn gió xoáy như có trăm người vây lấy khiến hai người này không dám phản ứng gì hết. Hà lão bá, thôn này đột nhiên có một đám người tay cầm vũ khí tới, mọi người ai nấy đều khiếp sợ, lão bá cũng đừng nên ra ngoài. Hà, thật vậy sao? Lão bá, lão định đi đâu vậy? Hà lão bá, không phải ông đang bệnh sao? Tại sao ông còn chạy ra ngoài này làm gì? Tôi sợ Tiểu Mã xảy ra chuyện. Ai mà biết được, cậu ấy đi vào nhà thì cửa nẻo đóng lại hết, chưa thấy ra. Thật ra Tiểu Mã cứ thần bí thế nào ấy, chẳng ai biết lai lịch của cậu ta ra sao, không biết cậu ta có phải là tội phạm bị truy nã không nữa. Nói bậy, Tiểu Mã tốt bụng hay giúp người như vậy sao có thể làm chuyện xấu được. Các vị, xin đừng nhiều chuyện nữa. Mau chóng trở về nhà đi, đừng nên ở lại đây nữa. Các ngươi là ai, có phải muốn gây hại cho Tiểu Mã? Lão bá, yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối không có ý gì xấu đâu. Kẻ nào? Các ông không phải người ở đây. Bọn tôi không hoan nghênh các ông đâu, mau cút đi. Không sợ chết hả, lũ oát con? Mau chạy đi. Văn Sửu Sửu, đừng hù dọa lũ trẻ nữa. Ô, hê hê. Mọi người tới đủ cả rồi chứ? Vẫn còn thiếu Đoạn Lãng. Nhiếp Đường chủ sống ở nơi này cuộc sống thanh khổ lắm. Các vị, xin mở cửa cho. Có tiếng gõ cửa, gió xoáy trong nhà cũng dừng lại. Nhiếp Phong, người hẹn hai ta đã đến, mở cửa ra đi. Trong bóng tối Nhiếp Phong không có phản ứng gì, Thích Võ Tôn tiến tới mở cửa. Đến hơi trễ xin thứ lỗi cho. Mời hai vị đường chủ. Cảm phiền các vị đợi lâu. Hai người Độc Cô Minh vốn có hẹn trước với Tần Sương, nhưng Bộ Kinh Vân đã trở nên như nước với lửa, lần này thấy hai người họ đi cùng nhau thì vô cùng ngạc nhiên. Ngay lúc đó Thích Vô Tôn cảm giác thấy sau lưng bốc lên một trận gió. Gió đó do tâm tư của Nhiếp Phong làm bộc phát. Anh ta thấy hai vị sư huynh cùng đến một lượt thì khó lòng hình dung nổi. Bộ Kinh Vân vừa bước vào đã đổ dồn ánh mắt lên Nhiếp Phong. Nhiếp Phong làm trỗi dậy sự ghen tức và lửa hận trong người Bộ Kinh Vân. Máu huyết anh ta sôi lên, nội lực nội thương lập tức kích phát. Cơn đau lan khắp toàn thân nhưng Bộ Kinh Vân vẫn cố chịu đựng. Bộ đường chủ, sao đầu ngài đổ mồ hôi đầy thế kia? Để tôi lau giúp cho. Thì ra Bộ Kinh Vân chúa ghét Văn Sửu Sửu. Bởi hạng người này ham a dua nịnh hót. Bộ đường chủ,
Tôi biết ngài khinh thường tôi, nhưng ngài cũng nên hiểu được cái đạo của kẻ thức thời mới sinh tồn. Ở cạnh hùng bá tôi đâu có quyền làm khác hơn. Sau khi gật đầu với Độc Cô Minh, Tần Sương bước tới trước mặt Nhiếp Phong. Phong, đã lâu không gặp, khí sắc của đệ trông khá lắm. Có lẽ nhờ trong khoảng thời gian này không còn nghĩ đến việc tranh quyền đoạt lợi, sống những ngày an nhàn. Phải rồi, huynh làm sao biết được đệ ẩn cư ở đây? Thật ra ta biết nơi ở của đệ từ lâu rồi, những thời cơ chưa đến mà thôi. Đại ca, huynh trông thay đổi nhiều quá. Mặt Tần Sương ra vẻ chua chát buồn bã nói. Trải qua bấy nhiêu chuyện không chỉ ta mà cả hai đệ cũng thay đổi không ít. Phong, Vân hai người nghe thấy lời này thầm cảm khái không ngớt. Thế rồi từ trong ánh mắt lạnh lùng của Tần Sương hiện ra một thần thái vô cùng kiên định. Mọi người nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ là tại sao tôi lại tập hợp các vị tới đây. Thật ra tôi chỉ muốn các vị nghe một việc vô cùng quan trọng. Nhiếp Phong nhìn thấy Tần Sương dạo này thay đổi nhiều quá. Người mà anh thân thiết và kính trọng giờ trông cứ như một người xa lạ. Thấy không ai có phản ứng, Tần Sương tiếp tục nói. Tôi hy vọng các vị có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối phó một người. Hắn chính là một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, phong ân bội tín, coi mạng người như cỏ rác, hắn ta chính là hùng bá. Nhiếp Phong như bị sét đánh ngang tai, không ngờ người đại sư huynh được tôn sư tín nhiệm nhất lại thốt ra những lời đó. Đại sư huynh, tại sao? Ở đây ghi một đoạn phê ngôn, bởi vì nó mà hùng bá quyết phân hóa các sư huynh đệ ta, bởi vì nó mà Khổng Tử chết thảm, cũng bởi vì nó mà chúng ta ra nông nỗi này. Bộ Kinh Vân vốn muốn thăm dò động cơ của Tần Sương mà đến, lúc này nghe được lời này thì cảm thấy Tần Sương quá thông minh, biết được hơn mình quá nhiều. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tề hội tiềm thủy du. Nghĩa là sao? Đây là lời dự đoán của Ni Bồ Tát dành cho hùng bá, nói hắn thành cũng do phong, vân mà bại cũng do phong, vân sau này ắt sẽ bị phong, vân lật đổ. Nghe tiếng động chó trong thôn đồng loạt kết bầy chạy ra ngoài, bên ngoài thôn xuất hiện một quái nhân, đó chính là Cẩu Vương. Này, anh em của mày ở trong làng này không ít. Các cậu nghe đây, ở đây sắp có thảm sát, không phải nơi cho chó dung thân, hãy mau chóng rời khỏi đây đi. Khẹt khẹt, hầm canh thì phải cho lửa lớn lên chứ. A, bà là ai? Ta giúp cô quạt nha. Kình lực của môi bà phát ra làm củi lửa cháy phừng phừng. Tôi từ Ngưu gia thôn bên cạnh tới thăm bằng hữu. Không, tối nay không phải người trong thôn không được vào. Sáng mai ông lại tới vậy. Kỳ lạ, có quá nhiều thuyền giấy, xem ra có ẩn khúc gì đây. A, ai ơi đó? Người canh phòng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một lão già ngồi trên chiếc thuyền giấy khổng lồ trôi tới. Người này là chỉ thám hoa. Cổ tay rung nhẹ, phi tiêu giấy phóng tới như bay. Phi tiêu giấy xuyên qua cổ họng của người canh phòng, người này chết ngay tại chỗ. Trong thôn, mỗi ngõ ngách đều có người canh phòng. Các sát thủ của Thiên Trì lẳng lặng đột nhập vào trong thôn. Nhanh lên, lần này phải bắt cho bằng được bọn phản đồ. Những bóng người di chuyển gấp trong màn đêm. Lần này hùng bá thân chinh truy sát đồ đệ, ông ta không muốn lần này xảy ra bất kỳ sơ suất nào hết, nên phái theo rất nhiều tinh anh trong thiên hạ hội. Lần này ai lập công lớn lão phu sẽ trọng thưởng. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra khiến hùng ba tức giận tột độ. Văn Sửu Sửu là tâm phúc của hùng bá, bữa trước Tần Sương buông tha cho ông ta là nhằm đợi tới ngày này đưa ra làm bằng chứng sống. Nhiếp Phong biết được mưu kế thâm sâu độc ác của hùng bá thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vì bá nghiệp cả đồ đệ đắc lực cũng tận diệt, hùng bá quả là quá gian ác. Người trong giang hồ để đạt thành đại sự phải bất chấp thủ đoạn như hắn ta sao? Bây giờ thì đệ đã rõ cả rồi đó, ta cũng mong hai đệ có thể cùng ta đồng tâm nhất trí đối phó với hùng bá. Mấy năm gần đây hùng bá không ngừng sát hại những ai nghịch ý hắn, khiến giang hồ tắm trong biển máu. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi kết cục ấy thì phải diệt trừ hắn, các vị thấy sao? Được, Vô Song Thành đồng ý giúp sức, nhưng ngươi không được quên lời hứa ban đầu. Xin cứ yên tâm, tôi chỉ hy vọng trả được thù cho vợ chứ chẳng có dã tâm. Tới lúc hùng bá chết rồi thiên hạ hội sẽ nhường cho các vị. Phe Độc Cô Minh hiểu rằng phải liên thủ với nhân tài như đám Nhiếp Phong thì mới mong có phần thắng. Đợi khi Vô Song Thành khôi phục thì thanh toán Nhiếp Phong cũng chưa muộn. Ta muốn đích thân đối phó với hùng bá. Ta không cần phải hợp tác với các ngươi, cáo từ. Bộ Kinh Vân khoan đã. Ngươi không hợp tác với bọn ta cũng không sao, nhưng ngươi phải để lại Vô Song kiếm, nó vốn là di vật của đại bá ta.
ta chỉ mượn xài đỡ, xài xong sẽ đem trả lại. Không, kiếm này là Trấn Thành Chi bảo tuyệt đối không cho ngươi mượn. Vậy sao, ngươi có bản lĩnh thì qua lấy lại đi. Bộ Kinh Vân ngươi chẳng chịu nói lý lẽ gì cả. Thích Võ Tôn mau dừng tay. Tần Sương ngươi muốn bênh vực hắn sao? Ông xem, y đã bị thương làm gì còn sức mà chiến đấu nữa. Nhị sư đệ, đệ ác chiến với Hùng Bá, dư lực của tam phân quy nguyên khí vẫn còn ở lại trong ngũ tạng, phải trục nó ra ngoài trước đã. Để ta giúp đệ một tay. Thiên Sương thần công được vận lên, một luồng khí âm hàn từ trưởng tâm đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Đại sư huynh lấy đức báo oán không nhớ thủ xưa, thật đáng khâm phục. Nội lực Thiên Sương quyền mang tính âm, nếu được cộng thêm chân khí của mình thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Đại sư huynh để đệ giúp một tay. Hai luồng chân khí hòa vào nhau đưa vào người Bộ Kinh Vân làm anh ta cảm thấy dễ chịu ngay tức thì. Dừng tay, ta không cần ai giúp đỡ hết. Bộ Kinh Vân bản tính kiêu ngạo nào chịu để thọ ơn người khác, nội kình bộc phát làm hai người văng ra xa. Nhị sư đệ, đệ hạ tất phải sĩ diện mà để thương thế nặng thêm. Lời nói chưa dứt thì Bộ Kinh Vân đã thổ ra một họng máu tươi. Nội thương của ta tự có cách trị, không cần ai quan tâm. Hừ, tay Bộ Kinh Vân này cố chấp hết chỗ nói. Tần đường chủ tôi đi ra ngoài xem thử Đoạt Lãng tới chưa. Bộ đường chủ yên tâm ở đây dưỡng thương, chúng tôi sẽ căn dặn tăng cường phòng bị. Văn Sửu phóng vèo ra ngoài nhưng cảm thấy điểm chẳng lành. Xung quanh chẳng một bóng người, khiến càng đáng nghi hoặc hơn. Bỗng đầu cuồng phong bốc lên, trời đất biến sắc, sát khí dày đặc bao trùm cả thôn Phụng Khê. Hùng Bá đã tới rồi. Văn Sửu ngước mắt lên nhìn thì thấy vô số trong chóng giấy bay ngập trời. À, cái gì thế này? Văn Sửu đưa tay ra tiếp lấy ai dè chiếc trong chóng chừng nhẹ tựa lông chim ấy lại có sức nặng ngàn cân xuyên thẳng qua lòng bàn tay. Trong chóng giấy mà có thể xuyên qua lòng bàn tay người, người có khả năng tạo ra kỳ tích ấy chính là Chỉ Thám Hoa. Từ bên trong nhà Nhiếp Phong nghe thấy tiếng động lạ, anh lập tức lao ra ngoài. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Văn Sửu đâu ngoài người hàng xóm của Nhiếp Phong, Khanh Tẩu. Tiểu Mã, hồi nãy cậu nói qua uống canh mà tôi đợi mãi chẳng thấy đâu, sợ canh nguội hết nên tôi mang qua luôn. Phiền Tẩu quá, uống xong tôi sẽ qua trả bát liền. Không cần vội, cứ từ từ mà dùng. Nhiếp Phong bưng bát canh nóng quay trở lại vào trong. Phong đệ coi bộ đệ đã rất khăng khít với bà con ở đây. Phải, bọn họ tuy không biết võ công nhưng nội tâm lương thiện, chất phác, sống chẳng chút ưu tư lo phiền. Thực ra sống bình dị chưa hẳn là không hay. Phong sư đệ quả là người tốt. Nhiếp Phong nâng bát canh uống từ từ từng ngụm rất hạnh phúc. Những người có mặt hình như cũng muốn được san sẻ niềm hạnh phúc đó. Ồ, Vân sư đệ trông có vẻ cực kỳ đau đớn, trên mặt thoáng hiện hai khí xanh tím, kình khí của Bài Vân Trường lẽ ra phải có màu xanh. Bây giờ khi tím đã lấp cả khi xanh, cho thấy từng luyện tập nội công khác, rốt cuộc Vân sư đệ học từ bao giờ? Phong sư đệ, có chuyện gì? Có độc. Nhiếp Phong khó nói nhiều thêm, chỉ vận ra được hai chữ, toàn thân đã nổi lên sắc tím vàng, vội vàng ngồi xuống vận công trấn áp độc tính. Tần Sương biết có chuyện không hay vội ra ngoài do thám lý do. Chưa kịp ra khỏi cửa thì một vật đội màn che bay tới. Tần Sương phản ứng nhanh lệ. Nơi ngón tay chạm phải đủ biết đó là đầu Văn Sửu. Bên ngoài thôn Phụng Khê. Bắt đầu hành động. Hùng Bá vừa lệnh đám thủ hạ lập tức hành động. Bên này Chỉ Thám Hoa cũng hành động. Tần Sương vẫn còn đang kinh ngạc trước cái chết của Văn Sửu. Kiếm của Chỉ Thám Cơ Hơ tuy bằng giấy nhưng uy lực lại gấp mấy lần kiếm thật. Nguyết rồi. Sau nhà Thực Vi Tiên phụ trách tấn công phá tường xông vào. Mục tiêu sát hại là Thích Võ Tôn. Đối phương như một quả cầu sắt đùng đùng lấn tới, Thích Võ Tôn nào dám chậm trễ lập tức tung trường nghiêm tiếp. Nghênh Phật Tấn Thiên. Nhưng trường lực này chẳng làm gì được, hai tay Thích Võ Tôn bị da bụng của Thực Vi Tiên hút vào. Long chiến ư ra, Độc Cô Minh nhất thời tung ra thần cước ứng cứu. Thực Vi Tiên nội kình bộc phát đẩy hai người ra thật xa, nhưng chân khí thoát ra ngoài làm thân hình teo nhỏ lại. Sức mạnh mà Chiến Thiên Hoa khí phát ra còn mạnh hơn Nghênh Phật Tây Thiên mấy lần, ngũ tạng của Thích Võ Tôn như muốn rạn nứt. Tâm thần chưa định đã thấy Thực Vi Tiên áp sát tới. Thực Vi Tiên ngoác miệng thật lớn ngọa một phát vào vai của Thích Võ Tôn. Bả vai của Thích Võ Tôn bị Thực Vi Tiên xé nát. Thích Đại Sư. Độc Cô Minh hồi khí quay trở lại nhưng đã không kịp nữa rồi.
Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu. Độc Cô Minh muốn ứng cứu nhưng bỗng cảm thấy ở bụng bị bóp chặt, Thiết Tảo Tiên đã thừa cơ lẳng lặng đột nhập vào. Bộ Kinh Vân đang lo vận công trị thương thì quỷ ảnh động thổ từ dưới đất chui lên. Đám sát thủ này võ công cực cao, ta đã gặp chúng ở đệ nhất lâu, phải cẩn thận ứng phó. Nghĩ xong, từ trên người Bộ Kinh Vân có khí bốc lên. Khói dày đặc làm quỷ ảnh chẳng thấy gì cả. Thừa cơ hội Bộ Kinh Vân đánh một trường vào sau lưng hắn. Nhịn đau, quỷ ảnh vung trường đánh trả. Bị trúng một trường của Bộ Kinh Vân, quỷ ảnh văng đi mấy vòng. Nhiếp Phong bị trúng kịch độc, tuy có thể vận công tạm bảo vệ tâm mạch nhưng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Môi bà phá mái nhà từ trên bổ xuống. Hảo tiểu tử, uống phải ám tam chọc của lão nương mà vẫn còn cầm cự được tới bây giờ, cái túi này cho người tẩm bổ đây. Trong túi vải lao ra một đám ngũ sắc độc xà. Đang lúc nguy cấp, Nhiếp Phong thò tay vào ngực rút cái quạt giấy phẩy qua hai bên, lũ rắn độc chết tươi. Nghe nói người luyện kiếm đạo đạt tới cảnh giới thiên kiếm thì dù đang hôn mê hoặc ngủ say vẫn gọi ý tự bảo vệ, nhưng năm xưa cả kiếm thánh cũng chưa đạt tới cảnh giới này, làm sao tên tiểu tử này lại luyện thành. Thật ra Nhiếp Phong đâu đã đạt tới cảnh giới thiên kiếm, chỉ bởi vì trong người có dòng máu cuồng điên di truyền nên tự tạo ra khả năng tự bảo vệ. Nhiếp Phong chỉ giỏi cước pháp đâu phải là cao thủ dùng kiếm, chắc là trùng hợp. Môi bà lại lôi trong người một số rắn độc. Lần này lũ rắn được kinh lực của cây quạt đẩy vào người Nhiếp Phong. Lúc này Nhiếp Phong bỗng mở trừng mắt. Cái gì, nó tỉnh rồi sao? Sau khi lộn mấy vòng, chất độc trong người lập tức bị ói ra, sắc mặt Nhiếp Phong trở lại bình thường. Hay lắm, có thể đẩy ám tà chọc ra ngoài. Lúc này chiếc quạt của môi bà bị nhiễm độc phát hỏa cháy ngay, đủ biết chất độc này ghê gớm thế nào. Đang còn ngạc nhiên thì ảnh cước lao tới trúng ngay mặt. Môi bà trước giờ luôn tự cao về ám tâm chọc, lần này có thể nói là đã một bị một bài học đau đớn. Thuận tiện Nhiếp Phong bỏ mặc môi bà chuyển sang tấn công Thiết Tảo Tiên cứu nguy cho Độc Cô Minh. Độc Cô Minh được kẻ thù cứu thì trong lòng vô cùng khó chịu. Thân ảnh của Nhiếp Phong cũng lộn nhanh qua chỗ Thích Võ Tôn kịp lúc giúp Thích Võ Tôn giữ được mạng. Tiếp đến Nhiếp Phong lộn nhanh qua chặn đánh các sát thủ tấn công Tần Sương và Bộ Kinh Vân. Thiên Trì sát thủ ra tay chưa được như ý, bèn nhất thời rút lui không dám đánh nữa. Giờ Thích Võ Tôn bị trọng thương, phải tìm cho ông ta một nơi an toàn để trị thương trước đã. Thiên Trì sát thủ tấn công rầm rộ, tuy bị đánh lui nhưng đám người Nhiếp Phong ai nấy đều bị thương. Nhiếp Phong hóa thành gió xoáy, tự đặt mình vào trạng thái cảnh giác. Nơi này không nên ở lâu, nhân lúc bọn chúng chưa quay trở lại mau đi. Vân sư đệ vốn chỉ biết tiến lên chứ chưa từng lâm trận thoái lui, lần này tại sao? Đang lúc Tần Sương suy tư thì gió xoáy do Nhiếp Phong tỏa ra cuốn lấy tất cả bảo vệ họ phá mái nhà thoát đi. Hê hê, đừng hòng bỏ chạy. Hùng Bá lộn người vài phát đã lên tới sườn núi. Sau đó Hùng Bá lập tức dùng 3 phần công lực của tam phân quy nguyên khí đánh xuống một tảng đá to trên sườn núi. Tảng đá to lao xuống kèm theo vô số bụi cát đá. Thực ra Hùng Bá quá biết tính cách của ba đồ đệ, càng biết Nhiếp Phong là nhân từ nhất, không muốn người vô tội bị hại nên Hùng Bá làm vậy để ngăn cản ba đồ đệ này lại. Quả nhiên Nhiếp Phong nào có thể thấy chết không cứu, anh ta lượn người lên trên đỡ lấy tảng đá. Phong đệ đó chỉ là kế Hùng Bá muốn tiêu hao nội lực của đệ. Không nên trúng kế. Dù biết là kế nhưng Nhiếp Phong không thể không lên, chỉ thấy anh ta dùng hết 10 phần công lực đánh ra lôi lợi long thành. Hùng Bá trước giờ không rõ Nhiếp Phong làm sao có được tiềm lực phi thường, nhưng thực ra chính vì anh ta có một trái tim nhân từ. Nhiếp Phong dùng nội lực phi thường đập tan nát hoàn toàn tảng đá. Nó đã tiến bộ kinh người, ngày nay nếu không diệt được nó sau này hậu họa khó lường. Chưa lọc hết ám tam chọc mà lôi lợi long thành hao sức lực nhiều. Sau khi ra chiêu, Nhiếp Phong rơi ngay xuống đất. Hùng Bá phá nhà đi vào hùng hục truy kích. Nhiếp Phong hồi khí cực nhanh, chiêu Phong Trung Kình Thảo đã ở ngay trước mặt Hùng Bá. Chiêu Phong Trung Kình Thảo hay lắm. Hùng Bá nhẹ nhàng lách được thế cước hung mãnh đó. Nhưng lão phu đã để lại một kẻ hờ chí mạng ở chiêu này, để hôm nay thu phục nhà ngươi. Đang nói, tam phân thần chỉ đã lao tới chỗ yếu trên bụng Nhiếp Phong. Nhiếp Phong liền lấy quạt giấy ra đỡ ngay. Chiêu này thất bại làm Hùng Bá ngạc nhiên vô cùng. Thì ra trước đây Nhiếp Phong đã dùng quạt lấp đi chỗ yếu của phong thần cước. Ra chiêu bất thành, Hùng Bá lập tức chuyển chỉ thành trường. Với sức Hùng Bá, quạt giấy làm sao chịu đựng nổi, từng mảnh vụn rụng rơi là tả. Quạt giấy vốn là tín vật của Mộng trao tặng,
Nhiếp Phong trước giờ vô cùng quý nó, thấy vật bị hủy hoại nỗi đau trong lòng còn hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần. Chấn lực quá mạnh, Nhiếp Phong phá tường văng ra, Tần Xương đỡ lấy. Ủa, Bộ Kinh Vân đi đâu rồi? Tên này tính cách khó đoán, hay hắn là nội gián? Không, Vân sư đệ vui buồn đều lộ hết ra ngoài, cái vẻ ấy là rất hận Hùng Bá tuyệt không thể giả. Đúng rồi, theo ta thấy hôm nay Đoạn Lãng lỡ hẹn ta thấy hắn đáng nghi nhất. Đoạn huynh đệ từng cùng chúng ta vào sinh ra tử, làm sao có thể hại chúng ta được, thiếu thành chủ đừng hiểu lầm người tốt. Đoạn Lãng quỷ kế đa đoan, e rằng cả tôn giả đây cũng bị hắn qua mặt. Một số thuộc hạ của Tần Xương cũng bị bắt giữ. Tần đường chủ xin thứ lỗi. Hê hê, các người sắp đặt quả nhiên chu toàn, nhưng đáng tiếc là không đạt kết quả như mong muốn. Bất cứ ai phản bội ta đều phải chết. Hùng Bá vận tam phân thần chỉ quét ngang một đường, sức chỉ đi tới đâu thì đầu người rơi đến đó. Thủ đoạn tàn ác của Hùng Bá làm đám thuộc hạ nhìn thấy mà phát khiếp. Tần Xương nhìn thấy đám thuộc hạ chết thảm nhưng vẫn không có biểu lộ gì cả, bởi vì anh ta biết phải nhẫn nhịn mới được sinh tồn. Hùng Bá thật là điên cuồng. Lúc này bỗng có một người phụ nữ bị lôi ra, đó là Khanh Tẩu. Tiểu Mã, xin lỗi tại họ ép ta làm vậy. Nhiếp Phong quét mắt nhìn một lượt. Khanh Tẩu và các con cháu đều bị uy hiếp. Xin Tẩu đừng áy náy, thật ra tôi đã làm liên lụy đến mọi người. Hùng Bá, ta đã ở nơi này ẩn cư không còn muốn đụng đến đao kiếm. Xin đừng bức hại dân thường, ta sẽ không bắt tay với bọn họ để đối phó với ngươi đâu. Đã quá muộn. Ta sẽ giết tất cả. Hùng Bá nói xong tung trường giết ngay Khanh Tẩu. Hùng Bá quá hung tàn, người già và con nít cũng không tha. Hùng Bá ngươi thật quá tàn nhẫn. Hê hê, Nhiếp Phong ngươi nói lão phu tàn nhẫn nhưng ngươi cũng đừng quên khi còn là đường chủ thần phong đường. Ngươi đã dùng phong thần cước lấy đi bao nhiêu mạng người để lấy lòng lão phu. Hùng Bá vừa nói vừa tung trường ra đỡ lấy cú đá của Nhiếp Phong, còn tay kia vung ngang trúng ngay vào bụng Khanh Tẩu. Cũng giống như năm ấy, lão phu không hề phái ngươi đi giết Độc Cô Nhất Phương mà tự ngươi đã đi lấy đầu hắn làm cho ta vui, không phải ngươi cũng tàn nhẫn giống ta sao? Thiếu thành chủ, Hùng Bá rõ ràng là có ý khiêu khích Ly Gián, lúc này tốt nhất nên dẹp bỏ tư thù mới mong thoát được, đừng mắc mưu. Nhiếp Phong nghe những lời Hùng Bá thì nội tâm phát lạnh, trái tim nặng trĩu. Trong đầu anh ta hiện ra cảnh ngày xưa anh ta ngăn cản cha mình chém giết điên cuồng. Cha, cha sai rồi, con phải mạnh hơn cha để ngăn không cho cha chém giết điên cuồng nữa. Nhiếp Phong từ nhỏ đã ghét sát sinh, ai dè sau khi gia nhập Thiên Hạ Hội vì Hùng Bá Nam Chinh Bắc Phạt sát hại không biết bao nhiêu người, nghĩ tới đây trong lòng không cầm được niềm tủi hổ, gương mặt lộ vẻ uể oải. Phong đệ hà tất phải day dứt, khi ấy đệ còn trẻ người chỉ là nhất thời bị Hùng Bá lợi dụng thôi. Hơn nữa hắn ta có ơn cứu mạng đệ, nên đệ mới cam tâm vì hắn ta mà bán mạng, đừng nên câu nệ quá khứ mà lo buồn. Việc cần làm trước mắt là liên thủ diệt trừ Hùng Bá, cứu ba tánh thoát khỏi cảnh tử sinh. Chi khí lắm, nhưng với thực lực của các ngươi bây giờ muốn cứu thằng nhóc này e cũng không kịp đâu. Hùng Bá vừa nói xong, tên thủ hạ lập tức vung đao bổ xuống. Phu Sướng, Phụ Tùy các ngươi tính làm phản à? Phu Sướng, Phụ Tùy bỗng nhiên chờ quẻ ứng cứu. Hùng Bá rất ngạc nhiên về việc này. Trong lúc phân tâm, một thân hình phá đất chui lên ngay sau lưng Hùng Bá. Việc quá đột ngột, Hùng Bá chưa kịp đề phòng, một mũi kiếm sắc bén đã xuyên qua bụng. Hùng Bá chờ người phản kích, thiết chảo bấu mạnh vào lồng ngực đối phương. Bỗng đầu một cước từ trên tấn công xuống buộc Hùng Bá buông chảo ra. Người đó thân thủ lanh lẹ như vậy không ai khác ngoài Nhiếp Phong, cước pháp vừa rồi còn bức lui Hùng Bá. Đang lúc vang đi vô song kiếm trong tay Bộ Kinh Vân hưa múa lung tung nhưng cũng giết được vô số lâu la. Sức đẩy quá mạnh khiến Bộ Kinh Vân phải phá tung căn nhà gạch đá thì mới dừng lại được. Nhiếp Phong ra chiêu tấn công Hùng Bá liên tiếp nhưng một loạt chiêu đánh ra đều vô hiệu. Cẩu Vương và Hí Bảo vốn phụng mệnh hỗ trợ Hùng Bá sát địch sao vẫn chưa thấy ra tay. Mục đích của họ là thưởng thức cuộc chiến hay đợi thời cơ tấn công. Thấy Hùng Bá bị trọng thương mà vẫn kiên thủ không lùi, Nhiếp Phong trong lòng không khỏi nể sợ võ công của Hùng Bá. Hùng bang chủ, đây là thiên chỉ thánh dược, uống nó vào sẽ có ích cho thương thế. Ông khi nãy tại sao dám to gan ngăn cản lão phu? Chúng ta chuyến này đi chỉ nhằm tiêu diệt Phong, Vân. Đứa trẻ đó đã quá đau đớn vì mất mẹ, thật đáng tội nghiệp, Hùng bang chủ nể mặt phu phụ chúng tôi mà bỏ qua cho nó đi. Phu Sướng,
Phụ tùy từng giết người vô số, nhưng sau khi quy ẩn đã không còn ham muốn chém giết, và lại cũng chán cảnh không con không cái nên rất thương yêu trẻ con. Còn ngoan không chuyện gì nữa rồi, mau về nhà đi. Thì ra khi lực tam phân quy nguyên khí tới đỉnh điểm thì sẽ tự có khả năng bế luyện cầm máu, thêm vào đó kiếm của bộ kinh vân chưa làm tổn thương ngũ tạng cho nên không làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Hùng Bá. Bàng chủ có lệnh bất cứ ai cũng không thể sống sót rời khỏi đây. Hả? Không bằng loại cầm thú. Phụ tùy tung chảo bóp mạnh tên lâu la đó bỏ mạng ngay lập tức. Hùng Bá, ông dám cháo trở lật lọng. Hừm, ta chẳng hề hứa với ai điều này cả. Việc hôm nay lão phu làm tuyệt đối không cho bất cứ ai ngăn cản. Đừng quên đồng hoàng chỉ phái ông tới đây giúp ta, chứ không phải đến đây làm hỏng đại sự của ta. Thoáng nghe hai chữ đồng hoàng, phu sướng biến sắc, căm giận trong lòng cũng biến đi hết. Đồ vô sỉ, chịu chết đi. Tay Nhiếp Phong và bộ kinh vân này tuy còn trẻ nhưng tu luyện được võ công khinh người như vậy quả là đáng nể. Đáng tiếc hai đứa nó phải trốn thây tại đây. Thần phong cước tấn tới như vũ bão, Hùng Bá vội vàng đánh ra tuyệt học được sáng tạo để khắc chế ba tuyệt học kia. À, chỉ pháp này dường như đã từng thấy qua rồi. Hùng Bá nổi danh trốn giang hồ nhờ ba môn tuyệt học kia, không ngờ vẫn còn trước hiểm này. Tam phân thiên hạ tấn công bằng ba đường khác nhau, Nhiếp Phong bị khắc chế, chúng chiêu liên tục. Tam phân thiên hạ trong tam phân thần chỉ. Tôi nhớ ra rồi. Tần Sương nhận ra đó là chỉ công mà một nhân vật thần bí dùng khi giết hại Ni Bồ Tát. Hung thủ sát hại ông cháu Ni Bồ Tát chính là ngươi. Ha ha, không sai, Ni Bồ Tát biết quá nhiều bí mật của lão phu, chết không có gì là oan uổng. Nhưng cả đứa cháu gái ông ta ngươi cũng giết, người thật quá độc ác. Hê hê, đâu chỉ có hai kẻ đó phải chết mà tất cả những ai có liên quan đến ngươi lão phu đều không bỏ qua. Tàn sát toàn thôn cho ta, gà chó cũng không chừa. Lệnh vừa phát ra đám lâu la lập tức hành động. Nhiếp Phong thất kinh vội tung người đi ngăn cản cuộc thảm sát này. Hùng Bá trong lòng thầm mỉm cười vì chỉ nhờ một câu nói của mình mà khiến Nhiếp Phong trở nên hoảng hốt như thế. Người Nhiếp Phong như một luồng gió lao đi tấn công từng tên lâu la của thiên hạ hội đang định đi sát hại người trong thôn. À, võ nghệ của tiểu mã ca thật cừ khôi, nếu được bằng một nửa huynh ấy cũng sướng rồi. Lũ ngốc mẹ chúng mày đang đi kiếm kìa, mau đi về đi. Không, tiểu mã ca đang gặp nạn, bọn cháu quyết định ở lại đây giúp huynh ấy. Nhìn kìa, bên kia có một đám con nít. Ở đây nguy hiểm lắm, các đệ mau chạy đi. Tiểu mã ca bị thương rồi kìa. Tụi đệ không sợ chết đâu, tụi đệ nhất định phải giúp huynh. Thấy lũ trẻ sẵn sàng liều thân vì mình, Nhiếp Phong cảm thấy vô cùng an ủi. Hê hê, bọn nhi không ai được đi đâu hết. Lão Bá người mau đưa lũ trẻ chạy đi. Tiểu mã, cậu phải cẩn thận đó. Ở phía bên kia, Hùng Bá dùng kế nhử Nhiếp Phong đi chỗ khác, còn mình tranh thủ thời gian phục thuốc đồng thời vận chất khí, vết thương trên người lành lặn nhanh chóng. Ha ha, Hùng Bá nội công thâm hậu quá quả không hề bịa đặt. Thiếu thành chủ, hiện sát khí đang tràn ngập, có không ít cao thủ đang ngấm ngầm mai phục, tình thế có lẽ khó thoát khỏi nơi đây, đợi lát nữa có cơ hội tôi sẽ yểm hộ. Thiếu thành chủ hãy tranh thủ mà bỏ chạy. Không, chúng ta đã có giao ước với Tần Sương, hôm nay phải tính sổ với Hùng Bá cho xong. Lâm trận mà rút lui đâu phải là hành vi của đại trượng phu. Tần Sương, lão phu tín nhiệm ngươi nhất, sao ngươi lại phản bội lão phu? Ban đầu ta cũng vốn hết mực trung thành với người, chẳng dám hai lòng. Nhưng đáng hận thay ngươi lợi dụng Khổng Tử ly gián ba huynh đệ chúng ta. Khổng Tử chết, lòng trung thành của ta cũng theo đó mà không còn. Không có Khổng Tử ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, hôm nay ta phải báo thù cho Khổng Tử. Bộ kinh vân vốn bị Hùng Bá đẩy văng vào trong gian nhà gạch, thương thế cực nặng cũng đang tranh thủ trị thương. Lúc này mấy lời của Tần Sương nhắc tới cái chết của Khổng Tử khiến bộ kinh vân nổi điên lên, hai mắt đỏ ngầu. Khổng Tử ta phải trả thù cho muội. Hùng Bá quay đầu lại nhìn chỉ thấy bộ kinh vân như một con trâu lao tới, nhưng đáng kinh ngạc hơn là Nhiếp Phong. Đi dẹp xong đám thuộc hạ hiện đang hiên ngang ở ngay trước mặt. Được, các ngươi một đứa báo thù cho vợ, một đứa báo thù cho nhân tình, một đứa vì muốn cứu thiên hạ mà muốn giết ta, hôm nay lão phu sẽ đưa các ngươi xuống suối vàng một lượt, lên đi. To be continued.